cuộc hội mẹ hiền lòng dân mãi tin yêu xứ mình bên tròn người luôn mãi chăm lo sáng suốt lập nên hiến pháp Việt Nam luật ra nghiêm minh trên con đường đi tới xã hội dân chủ công bằng văn minh đất Việt bao đời nhiều biên cố gian nan có đang dẫn đường niềm tin sáng mãi trong ta bóng tôi lùi xa chân lý mở ra Việt Nam vươn lên trên trường thế giới kết đoàn chung xây một thế giới hòa bình quang hồi sáng mãi niềm tin trọn tình nghĩa hợp lòng dân quang hồi giữ vững luật ra xây đời gian khổ vượt qua quang hồi tiếng nói lòng dân mãi là đuốc sáng niềm tin hồi mẹ hiền lòng dân mãi tin yêu xứ mình bên tròn người luôn mãi chăm lo sáng suốt lập nên hiến pháp Việt Nam luật ra nghiêm minh trên con đường đi tới xã hội dân chủ công bằng văn minh đất Việt bao đời nhiều biên cố gian nan có đang dẫn đường niềm tin sáng mãi trong ta bóng tôi lùi xa chân lý mở ra Việt Nam vươn lên trên trường thế giới kết đoàn chung xây một thế giới hòa bình quang hồi sáng mãi niềm tin trọn tình nghĩa hợp lòng dân quang hồi giữ vững luật ra xây đời gian khổ vượt qua quang hồi tiếng nói lòng dân mãi là đuốc sáng niềm tin sáng ngời.